Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn Trong video ngày hôm nay Thắng xin được cập nhật Số lượng hồ sơ tồn động đang chờ phỏng vấn được cập nhật đến tháng 5 năm 2022 Trước khi đi vào video mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng Và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng Xin cảm ơn tất cả mọi người Để xem thông tin chi tiết, mọi người có thể truy cập vào đường dẫn được hiển thị như trên màn hình. dịch nghĩa báo cáo tồn động thị thực nhập cư của trung tâm thị thực quốc gia NVC cập nhật lần cuối vào tháng 5 năm 2022. Kể từ tháng 3 năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng xử lý đơn xin thị thực nhập cư của Bộ Ngoại giao. Các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ đang làm việc để nối lại các dịch vụ thị thực thông thường trên cơ sở từng địa điểm một cách nhanh chóng nhất có thể, một cách an toàn. Tuy nhiên, Đại dịch vẫn tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng thị thực mà các đại sứ quán và lãnh sự quán của chúng tôi ở nước ngoài có thể xử lý. Các ràng buộc cụ thể khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện và hạn chế của địa phương. Nhưng bao gồm các lệnh khóa địa phương và quốc gia, hạn chế đi lại, quy định về kiểm dịch của nước sở tại, và các biện pháp do các đại sứ quán và lãnh sự quán của chúng tôi thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2021, Tổng thống Biden đã ban lệnh hành pháp 14012 về khôi phục niềm tin vào hệ thống nhập cư hợp pháp của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức thật sự và dai dẳng trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Chúng tôi cam kết giải quyết tình trạng tồn động thị thực nhập cư và chia sẻ minh bạch tình trạng hoạt động thị thực trên toàn thế giới của chúng tôi, trong khi vẫn tận tâm vì sự an toàn của nhân viên và người nộp đơn và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Số lượng hồ sơ đã được hoàn thành 6 bước tại NVC và sẵn sàng phỏng vấn. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, 449.583 hồ sơ, số lượng hồ sơ định cư được hẹn phỏng vấn vào tháng 5 năm 2022 28.447 hồ sơ, số lượng hồ sơ tồn động đã hoàn thành 6 bước và đang chờ cuộc hẹn phỏng vấn 421.136 hồ sơ, trong năm 2019 trung bình có 60.000 866 ứng viên đang chờ xếp lịch phỏng vấn mỗi tháng. Sau đây bản tổng kết báo cáo tồn động hồ sơ các tháng. Đối với tháng 3, hoàn thành 6 bước gồm có 469.017 hồ sơ đã phỏng vấn thành công 32.317 hồ sơ, đang tồn động trong tháng 3 436.700 hồ sơ. Đối với tháng 4, hoàn thành 6 bước 453.797 hồ sơ đã phỏng vấn 32.439 hồ sơ đang tồn động 421.358 hồ sơ đối với tháng 5 hoàn thành 6 bước gồm có 449.583 hồ sơ đã phỏng vấn thành công 28.447 hồ sơ số lượng hồ sơ đang tồn động 421.136 hồ sơ. Cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp tất cả mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt.